có hỏi anh Toàn là bữa tiệc có chỉnh trọng không để em biết thay đổi mặc đồ sao cho nó phù hợp, cho nó acoustic chút. Thì anh Toàn chỉ nói với em là mặc đồ sao cho đẹp là được rồi, nên hôm nay em cũng hơi khép nép một chút, mong chị thông cảm. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi mang còn trong hơi thở, vẽ lại gần hôn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai mắt em hay hay. Anh nói anh say tiếng đàn, vẽ lại gần hôn em đi. Lại gần hôn shall I die?